Nghe rồi đón cái tên nha cả nhà. Anh ta nói với em bao nhiêu lần rồi, sao em không chịu nghe? Facebook ngày nay rất là phức tạp, sao em cứ thích hát clip hoài vậy? Em vui ca Facebook là chỉ vui thôi mà chồng, chứ không có lu bu như chồng nghĩ đâu mà. Chồng thấy đó, công việc nhà cửa em làm xong hết, còn vấn đề con cái em luôn vẹn tròn. Em chỉ vui ca cho tinh thần thư giãn. Tôi không thích nói nhiều, nếu tôi nói không nghe thì mình lý gì? Em cứ suy nghĩ, nghĩ đi. Thương con chồng đừng có nên nề vậy. Em nào dám đâu sai đường lạc lối, quên nhà phu thế làm tan vỡ gia đình. Ca hát vui chơi gặp chờ bạn, việc bên ngoài anh phải lo toan, chỉ muốn vợ con mình được ấm im hạnh phúc. Em quyết một lòng son sắt thủy chung, dù thế giới bên ngoài có muôn ngàn cám dỗ. Kết với tôi bây giờ.
Vợ à, ca hát vui chơi thì chồng không có cấm, chỉ mong em chắc lòng nén và đừng quá ham vui ở thế giới bên ngoài. Yeah.